thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao nhận thức về gánh nặng đuối nước ở trẻ em và hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống đuối nước 2023 vừa qua, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp cùng với Quỹ từ thiện Bloomberg Hoa Kỳ, Tổ chức Y tế Thế giới và chương trình vận động chính sách y tế toàn cầu Hoa Kỳ để tổ chức chương trình Ngày hội Gia đình phòng chống tai nạn đuối nước tại công viên thống nhất thành phố Hà Nội hàng trăm gia đình cùng háo hức đưa trẻ đến tham gia ngày hội gia đình phòng chống đuối nước được tổ chức trong hai ngày 22 và 23 tháng 7 sự kiện tạo ra sân chơi bổ ích cho các gia đình cùng gắn kết và trải nghiệm thông qua các hoạt động và trò chơi như vẽ mặt nghệ thuật trình diễn flash mob theo chủ đề an toàn nước tương tác thể trí thức đuổi hình bắt chữ trang trí phao bơi bên cạnh đó bố mẹ cũng có thể cùng con luyện tập các kỹ năng cứu đuối được mô phỏng theo thao tác cứu người trong trường hợp nguy hiểm Chủ đề của Ngày Thế giới Phòng chống đuối nước năm nay là ai cũng có thể bị đuối nước, nhưng hoàn toàn có thể phòng chống. Để bảo vệ sự sống của trẻ em, chương trình Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em Việt Nam giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, đặt mục tiêu có 50% trẻ em từ 6 đến 15 tuổi biết bơi. 60% trẻ em được dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước giai đoạn 2023-2025. Quý vị thân mến, tới đây thì chương trình Vì Trẻ Em xin phép được khép lại. Quý vị có thể xem lại chương trình hoặc chia sẻ thông tin cùng với chúng tôi thông qua địa chỉ vtv.vn, vtvgo.vn, youtube và fanpage truyền hình Vì Trẻ Em VTV1. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này thứ năm tuần sau.